Xin chào các bác nhá. Đây, quay tiếp cho các bác cùng xem về cái cây đào 3 năm đây ạ. Cây rất là to, cao đây. Đây, đang gói hàng gửi cho các bác cái quay luôn. Đây là cây 3 năm nhá, chuẩn cây đào hạt này. Cho các bác cùng xem. Cây gốc nó to chưa? Một nắm tay. Tưới một ít nước cho nó ẩm cái bầu á bà. Xe đã đến. Xe hàng đã đến. Hai bà cháu quấn. Hello em. Đây, xe hàng đến rồi đây các bác. Đơn hàng của các bác đây nhé. Đơn 5 cây, 3 cây, 1 cây, 2 cây gửi hết nhé các bác nhé. Mấy cây cũng gửi ạ. Đây là cây 3 năm tuổi. Cây này mà để mà muốn nhân giống ấy, các bác để cho nuôi quả nó. Nhưng mà các bác đừng cắt cành, cứ thế nuôi cái cây như thế này này thì nó mới chất lượng được. Ngày mai cây nó mới chất lượng này. Các bác cứ nuôi quả này này. Đó, thối này nó không lớn nhanh lắm đâu các bác ạ. Đây, cây to chưa? Bà mà làm hãy cho theo kiểu này xong rồi là làm hai tấn này. Các bác có nhu cầu về cây đào thất thốn hạt thì tiếp tục liên hệ với em nhé, qua số điện thoại Zalo em có ghim trên góc màn hình ạ. Ở bên em có bao vận chuyển trên toàn quốc cho các bác nhé. 0338566698 ạ. Và các bác tiếp tục nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới của kênh Đào Cảnh Tây Bắc nhé. Cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video sau.